Mình xin chào cả nhà. Hôm nay là chiều mùng 8 tháng 8 năm 2020. Thì mình hôm nay mình lên tiếp sở Trại Trâu để thông tin cập nhật có cái gì mới cho cả nhà chúng ta xem. Thì bây giờ mình cũng nghe nói lời đầu tiên cũng cho mình xin phép được xin chúc cả nhà một lời chúc sức khỏe, một lời chào tràn đầy hạnh phúc. Và mình quay xe lại cái và xuống sới. Thì lúc này ở trong sới Trại Trâu thì cũng đã xuất hiện một ông trâu mới vào, mới lên xuất hiện. Thì mình cũng không biết là trâu của ai ở trong này. Đấy, thì đây có một con ông trâu nữa quý vị này. Đây, đây. Đấy. Một ông trâu nằm đây thì ông này ông mới luôn. Đúng quý vị, đây này. Và một ông này thì ông 50 của Đồng Phú. Đấy, còn một ông ở trong sới. Ông này mới luôn quý vị. Trong sới này luôn này. Đấy. Thì bây giờ mình hôm nay mình muốn tiếp tục quay hết những ông trâu đã có mặt ở đây, xong rồi mình sẽ làm một cái video clip từng cặp một. Ông nào đấu với ông nào? Đấy quý vị, ông nào đấu với ông nào và trâu của cặp nào? Đấy quý vị nhé, để cho cả nhà chúng ta theo dõi và bình luận để góp cho hội Trại Trâu Đình Thần Hướng Quản ngày một sôi động hơn và đông hơn. Đấy, thì hôm nay cũng có xe của một mới đưa xuống đây quý vị này. Đấy, đấy, xe mới đưa xuống đấy. Thì còn hôm nay nghe nói là trâu ông Hùng. Đây, xe của ông Hùng 93033310 cũng đã có mặt. Thì bây giờ mình vào mình quay cái con trâu của ông Hùng cái nha, để cả nhà chúng ta biết. Tức là năm nay nghe nói ông Hùng đưa ra hai ông trâu. Thì ông trâu gấu vừa rồi vòng loại cũng đã thất bại. Đấy, thua trâu của ông Thương. Thì năm nay ông Hùng đưa hai đối thủ của mình là trâu đen lớn và đen nhỏ qua đây. Thì mới đưa qua xong. Thì bây giờ mình cũng sẽ xuống đây, mình sẽ dừng xe đây. Đấy, và mình vô để mình quay con trâu của ông Hùng trước. Và đây có một ông trâu rất đẹp, không biết có ai đang nằm đây. Đấy, thì đây quý vị này. Ông trâu này rất đẹp. Rất đẹp. Con này mới luôn quý vị. Đấy, đấy thì thường thường buổi chiều quý vị. Thường thường buổi chiều thì tất cả các ông trâu đều các chủ trâu của mình hiện bây giờ lúc trưa mình lên thì là cho đi ăn hết. Buổi sáng thì cho đi ăn. Đấy, nhưng mà buổi chiều thì là cho về gần sới để làm quen. Thì lúc này xung quanh sới thì cũng đã đầy đủ hết tất cả. Xa xa kia là ông Cường đang còn đi đấy, cho trâu về. Đấy, và tất cả xung quanh. Đấy. Alo. À, bác Năng hả? Dạ, em đang có công chuyện, có gì bác? Bình nào chưa? À rồi rồi, biết rồi, bữa ngồi giờ rồi rồi rồi. Thế nhưng mà bây giờ em đang ở bên mãi, không biết có về kịp không? Em không biết có việc kịp không, vì em đi đám giỗ mãi ở bên coi như là gần Tây Ninh. Vâng, trước lúc nào em về em báo cho anh em đi nhá. Trưa mai được không anh? Mai được không? Trưa mai nhá. Trưa mai đêm đi thì trưa mai mới về được, bởi vì đi đám giỗ mà. Không, em đi đám giỗ là giỗ mai á. Vì bây giờ em đang ở bên đó mà. Đang bên Tây Ninh mà, gần nhỡ xuống củi Tây Ninh, hiểu tiếng. Dạ, em qua rồi, em mới qua xong này, vừa qua xong qua một đêm. Rồi bắt đầu mai đám giỗ xong rồi bắt đầu em mới bắt đầu về. Thì mai đám giỗ trưa thì chiều mai mới về được. Dạ, dạ, về lúc khác đây nhá. Dạ, ok.
Kính thưa quý vị, mình cũng sao sao một tí bởi vì mình đang quay phim này. Mình đang quay mà lại về đi công chuyện thì thành thế là không được quý vị nhá. Đấy, cho nên là mình sao sao một tí với ông anh để mình quay cái phim hôm nay, bởi vì câu phải hôm nay là đầy đủ hết ở sới hết quý vị nhá. Thì 12 trận đấu thì phải là 24 ông. Đấy, thì Lê Tuấn đã cập nhật 24 ông trâu cho tất cả nhà chúng ta xem. Đấy, thì hiện bây giờ đây thì một ông đang nằm đây. Đấy, và ông trong sới thì giờ mình sẽ vô trong này để mình quay trâu của ông Hùng. Đây, trước nhá, bây giờ mời cả nhà chúng ta. Thì đây có một ông trâu ông Ngữ này, đang cho ăn luôn. Đấy. Đấy. Đấy, ông Ngữ đang chăm sóc ông trâu này, là trâu đen của ông Hùng luôn. Thì năm nay ông Hùng đồng xoài đưa hai con, một con mới xuống đây đâu quý vị. Đây, đây, đây. Bây giờ mình vô ông này trước. Đây, thì ông Hùng có một quý tử con trai. Đây. Thì đây xe của ông Hùng đây, 93C03310. Đây, và đã đưa ông trâu đen của ông Hùng. Đây, qua bên sới. Đây quý vị, mới đưa qua xong. Đây. Thì bây giờ mình lại xem luôn nhé. Chào chào Tuấn nha. Dạ. Mát quá nha. Ok, đây là chỗ ở của trâu Hùng. Đây, nơi đây là trâu Hùng tập trung ở đây. Đấy. Và đây, trước mặt chúng ta là đấy. Đây là trâu đen lớn hay là đen nhỏ nha? Đen lớn. Đây cái vị này. Lần trước Lê Tuấn đã đưa chúng ta ngay ông Hùng đồng xoài. Thì cũng là một tay chơi chọi trâu, đam mê. Đấy. Thì đợt này ông tham gia tiếp vòng chung kết tháng 8 và đã đưa con đen lớn này qua. Đây cái này. Đấy. Đen lớn này đợt mình lên một cái video cho cả nhà chúng ta xem là có mấy mụ bà, tức là có mấy người mấy vợ nhà ba vợ ở trong cái hồ đó là ba vợ phải không? Ba, hai cháu gái đúng rồi. Đây. Đấy. Hôm nào đấu có đưa cháu gái qua không để động viên không? Đây quý này, đây, đây. Trâu đen nhá, trâu đen lớn. Đợt này đưa trâu đen, đây. Rất ngoan nhá. Đấy, chúng ta bình luận luôn và để thì trâu đen lớn của ông Hùng này thì gặp con trích à? Gặp trâu trích à? Trích à? Nào, để chúng ta bình luận với trâu này đi với trâu kia nhá. Thì trâu kia thì mình đã quay rồi, vẫn quay trâu này tiếp để bắt đầu hai con đưa lại một video cho cả nhà chúng ta xem luôn. Ok đấy, hôm nay với ông kia là ngang người cho đấy. À, cho chú hỏi cái là con này là đánh trận nào chưa Tuấn? Chưa, con này chưa đánh trận nào. Ồ vậy à? À vậy là con này mấy tuổi nhỉ? Con không biết. Không biết à? Trời, vậy là tư à? Ghê chưa? Đến kịp luôn cái gì này. Đấy. Đợt này để anh Gấu ở nhà cái như mấy thằng em xuống kích chết. Phải đưa đồng xoài năm nay lấy giải cái coi nha. Không biết anh ta đang suy nghĩ gì này. Đấy. Đang đâm chiêu và đang gì mà kia cứ. À Tuấn ơi. Con nào ở trong sới đây? Con biết nữa nay con này. Rất lâu giờ không biết à. Thế con nào nằm kia? Đấy. Trâu càng. À, trâu càng cảnh không? Rồi, ok. Đây bên kia là trâu mạnh cái gì nè. Đây trâu mạnh đây nè. Đây, ông mạnh đây. Đấy, trâu mạnh đây cái gì nha. Đây. Đây là trâu mạnh này. Đó. Đây còn trâu điên. Trâu điên lớn của ông Hùng đồng xoài. Đây cái vị. Ông Hùng là những người, những tay chơi cũng sừng sỏi lắm nha. Đấy, cũng chuyên môn, chuyên nghiệp. Cũng từ năm 93, 94 đến giờ đã tham gia rất nhiều hội chọi trâu của Đồng Phú và lúc này sang Hớn Quản luôn. Đấy, tham gia ở rất nhiều lễ hội chọi trâu, cũng là đam mê thú vui của mỗi người. Đấy, thì có lòng đam mê chọi trâu thì tất nhiên là phải đi cùng với trâu, rồi bắt đầu huấn luyện trâu, chăm sóc trâu rất kỹ lưỡng. Cũng không còn bao nhiêu ngày nữa để vào vòng chung kết này.
cho nên là tất cả các chủ trâu này các thứ. Nhưng mà hiện bây giờ thì thời tiết nó rất vất vả quý vị. Thời tiết là mưa nắng liên tục, thành thế là rất vất vả cho các chủ trâu. Đấy. Con chủ trâu nào vất vả đâu, cái chủ trâu nó vất vả rồi. Đấy quý vị. Hôm nay lên hên quá, tắm rửa sạch sẽ đẹp trai. Đấy. Mai mùng 9 là đi công chuyện cho nên là hôm nay lên quay tiếp cái để về đưa lên cho bà con xem cái. Đấy, trong này có ông Bảy này. Ê Bảy á. Lắc đầu à. Phê quá đây quý vị này. Đây là thành quả của ông Bảy đây. Chuyên viên liên trâu đây, cỏ đây quý vị này. Đó. Cái gì cũng thiếu mày cỏ không thiếu đây nè. Cỏ cỡ này đúng quý vị này. Đây này. Đó. Cỏ đấy. Để chuẩn bị cho những trâu thủ của mình. Đấy. Vậy hôm giờ ông đang còn 4 con nha. 54. 7 con. Á chà chà. Tại sân này. Có liên hệ được cái gì chưa? À liên hệ được cái gì chưa? À rồi ok. Ok, mẫu ok. Sáng mai anh đưa luôn. Anh đang trốn tì nã vô đây mà quay lên vậy chết. Biết rồi. Ok nha, sáng mai cái này. Sáng mai cái. Cầm luôn, cả tấm lên luôn. Mẫu lên luôn. Mẫu một loại một là hai, mẫu tư luôn à? Mẫu tươi chứ đâu phải ép. Ok. Mẫu lạng á. Rồi, ok. Rồi.